Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho biết, tháng 10 tới đây sẽ bắt đầu bán hồ sơ thầu cho các doanh nghiệp trong nước muốn đầu tư các dự án BOT này. Chỉ tiêu 20% vốn chủ sở hữu sẽ không thay đổi. Trong trường hợp gói thầu nào không có nhà đầu tư, thì Bộ sẽ trình Thường trực Chính phủ xin chuyển sang hình thức đầu tư công, chứ không thực hiện chỉ định thầu và sẽ không có chuyện chia nhỏ các gói thầu. Chọn cái đoạn từ đâu đến đâu là có cơ sở của cái việc là có kết nối và khả năng thu của cái đoạn đấy. Không thể làm 5 cây số xong thu phí được. Thứ hai nên là đây là cái đấu thầu mà không có bảo lãnh. Về doanh thu không bảo lãnh về khoản vay. Do đó là cái đấy sẽ được tiếp tục duy trì trong cái hồ sơ sắp tới về sơ tuyển và đấu thầu. Tuy nhiên thì chúng tôi đang nghiên cứu có thể điều chỉnh một số các tiêu chí. Trong đó đặc biệt là tiêu chí về kinh nghiệm, làm các đường cao tốc người ta phải xét bối cảnh chúng ta. Về tính khả thi trong huy động nguồn vốn của các doanh nghiệp, trong điều kiện các ngân hàng đã chạm ngưỡng tín dụng cho vay BOT, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho biết đây là một trong những khó khăn lớn. Bộ Giao thông Vận tải sẽ kiến nghị Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước xem xét có những gói tín dụng riêng cho dự án này.